Rồi chị. Hello everybody. Hiện tại chúng ta đang ở nhà hàng restaurant Bobbitin. Ha-Anh đang make up để chuẩn bị đến một cái buổi họp báo, một buổi họp giữa UNICEF và Young TV để ký một cái bản thỏa thuận về việc hợp tác giữa hai bên do Ha-Anh giới thiệu. Và Ha-Anh cũng sẽ bàn với cả Young TV và UNICEF về ca khúc It's Me để xem là mình sẽ quay video như thế nào và những cái chiến dịch kèm theo đó nữa. Liền sau đó là anh sẽ lên máy bay và anh sẽ lên máy bay và bay ra Hà Nội luôn để sáng mai anh tiếp tục làm việc công việc Hà Nội. Anh sẽ làm hai show vào ngày 14 và ngày 17, cho nên là sẽ phải ra về cả tuần ở khách sạn vô cùng thích. Rất là hào hứng khi mà về Hà Nội sẽ được đi ăn rất là nhiều món ngon cùng với cả bạn bè của mình. Và lần này đi có cả anh Đức Hải thì đi với cả anh nữa, cho nên là hai anh em chắc chắn là sẽ ăn khâu đêm suốt sáng ngoài những lúc làm việc. Anh còn đang học một bài hát nửa tiếng Anh nửa tiếng Pháp, chắc là anh không dám hát tất cả tiếng Pháp, mang tên La Vie en Rose để biểu diễn trong show thời trang sắp tới. Anh nghĩ rằng là đây sẽ là một cái sự kiện rất là thú vị, bởi vì là hứa hẹn là mỗi trong một cái bức tranh của anh sẽ có một cái cánh hoa hồng rơi xuống, nên chắc là sẽ rất là lãng mạn. Tại đang phải make up cho nên là không nói được nhiều, nên là hẹn các bạn sau. It's been a very very busy day for me and it's traveling after traveling. Very exhausted right now, but I can't wait to be traveling to LA at the beginning of next month, November. I'll be spending time in San Francisco and LA and possibly arranging some photo shoots over there. So I can't wait to be